Sáng 16 tháng 6, xe buýt 2 tầng đã chạy chuyến đầu tiên tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xe buýt 2 tầng do công ty Tractor Du lịch Việt Nam đưa vào hoạt động miễn phí trong thời gian diễn ra liên hoan du lịch biển Nha Trang từ ngày 16 đến 19 tháng 6. Đây là lần đầu tiên du khách được trải nghiệm xe buýt 2 tầng tại thành phố Nha Trang. Xe xuất phát từ khu du lịch Vinpearl, chạy dọc theo đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng đến khu du lịch Amiana và ngược lại. Là một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm xe buýt 2 tầng tại thành phố Nha Trang, chị Anh Nguyễn, Việt Kiều Mỹ rất thích thú với cảnh đẹp trên hành trình gần 30 km dọc bờ biển Nha Trang. Xe có hệ thống thuyết minh tự động dựa vào định vị GPS, bao gồm 9 ngôn ngữ để du khách lựa chọn. Du khách nước ngoài có thể nghe giới thiệu về địa điểm tham quan mà xe đi qua bằng máy chuyển đổi âm thanh. Mỗi ngày, xe hoạt động 3 chuyến trong khoảng thời gian từ 7:30 đến 16:30 phút. Sẽ đón khách tại 7 điểm trên dọc tuyến. Hành trình xe sẽ đi qua các khu du lịch quảng trường 2 tháng 4, bãi biển các di tích danh thắng như Hòn Chồng, núi Cô Tiên, Viện Hải Dương Học, bến du thuyền cho du khách trải nghiệm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.